Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Where Anime cùng với series My Hero Academia. Thể theo góp ý của các cậu thì chúng tôi đã tập trung xoáy sâu vào năng lực của các anh hùng rồi đây. Nhưng đánh giá tổng quan trong video này chỉ là những ý kiến chủ quan dựa theo những cảm nhận riêng của bản thân tớ mà thôi. Nên nếu các cậu không đồng ý thì cũng đừng ném đá nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Let's go! 1. Kyoka Jiro. Tên anh hùng là Earphone Jack. Jiro có năng lực là Earphone Jack. Năng lực này khiến tai của cô dài như một chiếc giác cắm và có thể kéo dài hay thu lại theo ý muốn. Jiro có thể dùng đầu giác cắm từ tai của mình để cắm chúng vào nhiều vật thể khác nhau, và điều này rất có lợi trong việc thăm dò vị trí và nghe lén chiến thuật của đối thủ qua vật thể nào đó như bức tường, để từ đó có thể vẽ ra chiến lược để đánh bại họ. Tuy nhiên, điều này là không thể nếu đối thủ cố gắng tạo ra nhiều tạp âm khác nhau để đánh lạc hướng hoặc phân tán âm thanh. Ngoài ra, cô có thể phóng ra những sóng âm thanh và làm đối thủ cảm thấy đau tai. Năng lực này khá mạnh trong việc phòng thủ. Tai của Jiro có thể kéo dài tới 6m và bán kính âm thanh phát hiện được là 12m. Đầu giác cắm cũng đủ mạnh mẽ để có thể dễ dàng xuyên qua các vật liệu cứng như bê tông hay đá. Cô thường sử dụng năng lực của mình chủ yếu trong việc giám sát đối thủ và hỗ trợ. Nhưng ngoài ra, tai của Jiro cũng có thể được sử dụng như hai chiếc roi và tấn công đối thủ. Kyoka có thể cắm giác cắm vào găng tay trong trang phục anh hùng của mình và đấm xuống mặt đất, tạo ra sóng âm làm đất cát sập xuống, hoặc cắm xuống giày của cô và bắn một luồng âm thanh theo một hướng nhất định. Những sóng âm đó đều bắt đầu từ nhịp tim của Jiro. Những điểm yếu của năng lực này, giống như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể cô, giác cắm tai nghe của cô có thể bị tổn thương do sử dụng quá nhiều. Chúng có thể dẫn đến chảy máu. Ngoài ra, nếu gặp phải những âm thanh với tần số lớn thì Jiro không thể chịu được do sự nhạy bén của thính giác. Đánh giá tổng quan về năng lực, đây là một năng lực tuyệt vời cho phòng thủ và hỗ trợ đồng đội. Earphone Jack cũng là một năng lực phù hợp để chiến đấu từ xa. Tuy nhược điểm của năng lực này là cận chiến, nhưng Jiro hoàn toàn có thể giữ khoảng cách với đối thủ bằng những chiêu thức khác nhau. Sau đây là một số sự thật thú vị về năng lực Earphone Jack của Jiro. Horikoshi, tác giả của bộ phim, nói rằng năng lực của Jiro là năng lực đầu tiên mà anh nghĩ ra khi lên ý tưởng cho My Hero Academia. Đây là một trong hai năng lực mà có nhiều người sở hữu trong bộ phim tính đến thời điểm hiện tại, sau One for All, bởi mẹ của Jiro cũng có năng lực này. 2. Mina Ashido. Tên anh hùng là Pinky. Mina Ashido có năng lực là Acid. Năng lực Acid cho phép người sở hữu nó tạo ra chất lỏng ăn mòn từ da của mình, và đồng thời da của Mina có khả năng kháng Acid mà cô tạo ra. Acid của Mina đủ mạnh để làm tan chảy các vật thể rắn, kể cả kim loại. Điều này mang lại cho Mina một lợi thế trước hầu hết các đối thủ, đặc biệt là những người phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí và thiết bị dễ bị phá hủy như áo choàng và thắt lưng của Yuga Aoyama. Mina có thể kiểm soát mức độ hòa tan và độ nhớt của axit. Bằng cách hạ thấp độ hòa tan, cô có thể đảm bảo rằng năng lực của mình không gây chết người. Và bằng cách tăng độ nhớt, Mina có thể tạo ra axit cực kỳ nhầy nhụa, hoạt động như một lớp bảo vệ. Mina được ghi nhận là có khả năng tạo ra những lỗ hổng trên bề mặt để cô có thể tìm được các vị trí an toàn. Tương tự như vậy, cô cũng có thể tạo ra những chiếc lỗ nhỏ hơn trên tường bằng các chi tạo ra axit của mình để tạo điều kiện cho việc leo trèo. Để di chuyển nhanh trên mặt đất, Mina khiến cho sàn nhà trở nên trơn trượt bằng axit để cô có thể trượt trên đó. Mina mang giày chống axit đặc biệt có lỗ trên đế, giúp cô dễ dàng tạo ra axit từ chân bất kỳ khi nào cần. Về điểm yếu, Mina có một giới hạn về thời gian tạo ra axit khiến làn da dần mất đi khả năng chống ăn mòn tự nhiên. Mina dễ rơi vào trạng thái bối rối khi phải chạm trán với những đối thủ là sinh vật sống, bởi cô chưa thể hoàn toàn kiểm soát được những đặc tính của axit nên có thể dẫn đến tử vong. Đánh giá tổng quan về năng lực axit, năng lực này vừa phù hợp để tấn công, vừa phù hợp để phòng thủ, nhưng sẽ phù hợp với chiến đấu tầm xa hơn là cận chiến. 3. Koji Koda. Tên anh hùng là Anima. Năng lực của Koji là Any Voice. Năng lực này giúp cho Koji có thể giao tiếp và chỉ huy động vật thông qua lời nói. Koji có thể sử dụng năng lực của mình để nhận thông tin từ các động vật mà cậu ra lệnh. Điều này khiến Koji trở thành một anh hùng đa năng nhờ sự đa dạng của các khả năng từ nhiều loài động vật khác nhau. Ví dụ, những con bọ có kích thước nhỏ và khả năng đào hang của chúng có thể tấn công lén từ dưới lòng đất, những chú chim rất hữu ích cho việc trinh sát và thăm dò vị trí của đối thủ, vân vân. Koji luôn lịch sự với động vật khi yêu cầu sự giúp đỡ của chúng, do đó cậu có mối quan hệ rất tốt với các loài động vật. Điều này cũng khiến năng lực của cậu phát huy tác dụng. Trước kỳ thi giấy phép anh hùng tạm thời, Koji đã cải tiến trang phục anh hùng của mình bằng một thiết bị khuếch đại giọng nói ở trên hàm. Với thiết bị này, phạm vi âm thanh của Anivoice mở rộng đáng kể,
cho phép Koji có thể điều khiển được nhiều loài động vật hơn. Những điểm yếu, động vật phải nằm trong phạm vi phát âm của Koji để bị ảnh hưởng bởi AnyVoice, nếu không, nó sẽ không hoạt động. Con người, mặc dù cũng là loài động vật nhưng lại không bị AnyVoice điều khiển. Năng lực này cũng vô dụng đối với các sinh vật nhân tạo. AnyVoice dựa trên âm thanh nên bất kỳ tiếng động nào lớn hơn nó, như các năng lực sử dụng âm thanh khác có thể làm gián đoạn hiệu ứng của năng lực này. Tuy nhiên, Koji lại sợ côn trùng và các con bọ khác. Điều này phần nào cản trở giao tiếp của cậu với chúng. Nhưng AnyVoice vẫn có tác dụng với những loài động vật đó. Đánh giá tổng quan năng lực này có thể được sử dụng trong cả tấn công và phòng thủ. Tuy nhiên, lại khá hạn chế khi địa điểm chiến đấu là trong các tòa nhà hay trong thành phố, bởi đó là những nơi tập trung ít động vật và những loài động vật đó thường khá lành tính. Về tấn công, thì năng lực này sẽ phù hợp với tấn công tầm xa hơn so với cận chiến. 4. Mezo Shoji, tên anh hùng là Tentacle. Năng lực của Shoji có tên là Doubly Arms. Doubly Arms khiến Shoji có thêm những bộ phận khác trên cơ thể. Shoji có thể tái tạo bất kỳ bộ phận trên cơ thể nào, bao gồm tai, mắt, miệng, tay, v.v. với các bộ phận nằm ở đầu mỗi xúc tu. Các bộ phận trùng lập là phiên bản nâng cấp của phiên bản gốc, giúp cải thiện sức mạnh và giác quan của Shoji. Các bộ phận khác nhau cũng có thể được sử dụng cùng lúc để nâng cao khả năng cảm nhận của Shoji. Doubly Arms đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ theo dõi lấy đối thủ vì các bộ phận cảm giác do xúc tu tạo ra của cậu có chức năng vô cùng tuyệt vời. Chẳng hạn, với bản sao mắt của mình, Shoji có thể quan sát mọi thứ xung quanh với góc nhìn 360 độ. Và với các bản sao tai của mình, cậu có thể phát hiện âm thanh từ các nguồn phía sau tường hoặc cách xa vị trí đang đứng. Khi chiến đấu, Shoji nâng cao sức mạnh thể chất vốn đã rất khỏe của mình bằng cách sao chép cánh tay. Cậu đủ mạnh để cõng nhiều hơn một người trên lưng mà không gặp chút rắc rối nào. Và Shoji còn có khả năng bảo vệ đồng đội khỏi nguy hiểm nhờ Doubly Arms có cấu trúc mạng. Các vỏ sao chép là một phần cơ thể Shoji cũng có thể tự tái tạo lại, có nghĩa là Shoji có thể tiếp tục kéo dài các xúc tu của mình. Những điểm yếu, các xúc tu giống như bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Shoji sẽ bị tổn thương do chịu các tấn công của kẻ thù. Đánh giá tổng quan, năng lực này có thể coi là một năng lực khá toàn diện vì nó có thể phòng thủ và tấn công, nhưng năng lực này lại thiên về cận chiến nhiều hơn là chiến đấu tầm xa. Ngoài ra, năng lực này cũng là một lợi thế vì nó có thể theo dõi đối thủ từ xa và sử dụng nhiều giác quan cùng một lúc. 5. Toru Hagakure, tên anh hùng là Invisible Girl. Năng lực của Hagakure là tàng hình. Tàng hình cấp cho Hagakure một cơ thể hoàn toàn trong suốt. Điểm yếu lớn nhất của năng lực này là năng lực không có tác dụng với quần áo. Do đó, cô cũng dễ bị tổn thương bởi các tác động bên ngoài như nhiệt độ. Đây là một năng lực lý tưởng cho các cuộc tấn công phục kích, nhiệm vụ gián điệp và phòng thủ. Thông qua đào tạo, Toru đã học được cách sử dụng khả năng điều khiển ánh sáng nên cô có thể sử dụng năng lực bằng cách phản chiếu ánh sáng vào đối thủ và làm họ chói mắt. Đánh giá năng lực, đây là một năng lực khá là khó để đánh giá. Có lẽ năng lực này sẽ phù hợp cho việc ẩn thân và thăm dò. Còn tấn công thì năng lực này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện ngoại cảnh và năng lực chiến đấu cá nhân. 6. Yuka Aoyama, tên anh hùng là Can't Stop Twinkling. Yuka Aoyama có năng lực tên là Naval Laser. Naval Laser giúp Yuka có khả năng bắn ra những tia laser lấp lánh từ rốn của mình. Yuka có khả năng điều khiển kích thước và hình dạng của chùm tia laser. Chẳng hạn như biến nó mỏng như dao cạo hoặc thành một lưỡi kiếm ánh sáng. Các chùm tia laser của Aoyama đủ mạnh để phá hủy kim loại và xuyên qua bê tông rắn, nhưng chúng lại không gây chết người. Naval Laser có thể chiếu sáng các vùng tối. Đây là một kỹ năng quý giá cho các nhiệm vụ giải cứu hoặc tạo ra một tín hiệu bằng đèn, giúp người khác dễ dàng xác định vị trí hiện tại của Yuka dựa trên chùm laser. Laser của Yuka cũng có thể tập trung đồng đội lại và làm mồi nhử cho kẻ thù. Yuka cũng sử dụng năng lực của mình trong việc di chuyển bằng cách bắn laser bằng rốn và di chuyển trong khi quay ngược lại. Những điểm yếu, khi sử dụng năng lực quá nhiều, Aoyama sẽ bị đau bụng. Naval Laser của Yuka có thể vô tình bị rò rỉ. Vậy nên cô phụ thuộc khá nhiều vào thiết bị Sparkle Belt để năng lực hoạt động bình thường. Ngoài ra, vì Yuka chỉ có thể bắn Naval Laser của mình theo một đường thẳng từ phía trước cơ thể, nên cậu rất dễ bị thương cho các cuộc tấn công đến từ các hướng khác, đặc biệt là từ phía sau. Đánh giá năng lực, đây là một trong những năng lực nhiều hạn chế nhất. Năng lực này sẽ phù hợp cho tấn công nhiều hơn phòng thủ, còn tấn công thì thiên về tấn công tầm xa. Năng lực này sẽ phát huy tác dụng nhất khi hỗ trợ hoặc cứu hộ. Bảy. Mashira Ojiro, tên anh hùng là Tailman. Ojiro có năng lực là Tail, nghĩa là sử dụng chiếc đuôi của mình. Đuôi của Ojiro rất cồng kềnh, dài và rộng hơn tay chân người thường. Đuôi có chức năng hiệu quả như một chi thứ ba.
Nó đủ mạnh để phá vỡ các vật thể làm bằng kim loại và bắt giữ kẻ thù. Ojiro thường kết hợp đuôi cùng các bài võ của mình để đánh bại đối thủ. Đuôi cũng là một phần quan trọng trong tốc độ và khả năng di chuyển của Ojiro. Tuy nhiên, đuôi cũng giống như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể Ojiro rất dễ bị tổn thương. Đánh giá tổng quan, năng lực này không có quá nhiều điểm nổi bật bởi nó phụ thuộc nhiều vào sức mạnh cá nhân. Năng lực đuôi của Ojiro thiên về tấn công và cụ thể là cận chiến. Hantasero, tên anh hùng là Cellophane. Hantasero có năng lực là tape, nghĩa là băng dính. Hai khuỷu tay của Cero là hai cuộn băng dính, do đó cậu có thể lấy băng dính ra từ đó và bắn những cuộn băng dính vào bất kỳ thứ gì mà cậu nhắm tới. Băng dính của cậu đủ mạnh để làm đối thủ không cử động được. Cậu có thể cắt hoặc không cắt những dải băng từ cơ thể của mình, tùy vào mục đích sử dụng. Cero chủ yếu sử dụng băng của mình để trói các mục tiêu từ xa để ngăn chúng khỏi hành động bằng cách thắt băng dính quanh cơ thể chúng. Cậu thường thích giữ khoảng cách an toàn trong khi bắn một lượng lớn băng dính vào đối thủ với độ chính xác ấn tượng. Zero đã cho thấy khả năng bắn nhiều dải băng cùng một lúc, cũng như tạo ra băng keo hai mặt. Cậu cũng thường dùng băng dính để di chuyển bằng cách dính chúng vào một bề mặt nào đó và kéo cơ thể theo. Không chỉ vậy, bằng cách trải băng dính xung quanh một căn phòng hoặc lối đi, Hanta có thể dễ dàng tạo ra bẫy và phong tỏa kẻ thù. Băng dính của cậu khá chắc chắn, do đó nó có thể sử dụng như những chiếc mặt nạ giúp người ta tránh hít phải các chất độc hại. Điểm yếu của khả năng này đó là nếu Zero sử dụng năng lực nhiều thì da ở khuỷu tay của cậu có thể bị khô. Đánh giá năng lực này phù hợp với cả tấn công và phòng thủ, nhưng sẽ thiên về tấn công tầm xa hơn so với cận chiến. Ngoài ra, đây cũng là năng lực phù hợp trong việc hỗ trợ đồng đội. Rikido Sato, tên anh hùng là Sugar Man. Sato có năng lực là Sugar Rush. Năng lực này dựa vào lượng đường mà Sato đã hấp thụ vào người mà gia tăng sức mạnh cho cậu. Sugar Rush cho phép Sato nhân lên gấp 5 lần sức mạnh của mình trong 3 phút cho mỗi 10g đường mà cậu hấp thụ. Sato phải tiêu thụ lượng đường cần thiết để kích hoạt năng lượng. Cậu tận dụng sức mạnh thể chất tạm thời được cung cấp bởi Sugar Rush để vượt qua chướng ngại vật và kẻ thù. Trang phục của Sato đi kèm với một chiếc thắt lưng được trang bị các túi chứa các thùng đường nhỏ. Điều này để đảm bảo rằng năng lực của cậu luôn được kích hoạt. Những điểm yếu: khi năng lực được kích hoạt, trí thông minh của cậu có thể bị giảm, và khi không có đường, cậu sẽ không thể kích hoạt năng lực. Đánh giá tổng quan về năng lực, đây chỉ là một loại năng lực tăng cường sức khỏe trong một thời gian nhất định, nên chúng phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh cá nhân. Năng lực này chủ yếu thiên về tấn công cận chiến. 10. Minoru Mineta, tên anh hùng là Grape Juice. Năng lực mà Mineta sử dụng có tên là Pop Off. Pop Off cho phép Mineta tạo ra những quả cầu màu tím cực kỳ dính, có thể tháo rời khỏi đầu của cậu. Khi Mineta loại bỏ một trong những quả cầu của mình, một quả cầu mới sẽ mọc thay thế ở vị trí đó gần như ngay lập tức. Những quả cầu này dường như được làm hoàn toàn bằng tóc của Mineta. Các quả cầu sẽ tự dính vào bất kỳ bề mặt nào khi chúng tiếp xúc và cực kỳ khó tháo ra. Chỉ có Mineta là không bị ảnh hưởng bởi những quả cầu này. Nước dường như không ảnh hưởng đến khả năng bám dính của các quả cầu. Minoru chủ yếu sử dụng các quả cầu của mình như những viên đạn ném dùng để trói buộc đối thủ. Minoru cũng đủ thông minh để tạo ra những cái bẫy. Các quả cầu cũng có thể được dùng như các công cụ leo núi vì Mineta có thể dễ dàng bám vào tường khi cầm chúng trên tay. Tuy nhiên, độ dính của các quả cầu tương đương với sức khỏe của Mineta. Nếu Mineta lấy quá nhiều quả cầu từ đầu của mình, cậu có thể bị chảy máu. Đánh giá năng lực một cách tổng quan, đây là một năng lực thiên về tấn công tầm xa và khống chế đối thủ. Ngoài ra, năng lực này cũng sẽ là năng lực có tiềm năng khi dùng trong việc hỗ trợ hoặc cầm chân đối thủ. Vậy là chúng ta đã đi qua hết 20 trên 20 học sinh của lớp 1A trường UA rồi. Nếu các cậu thích video này thì hãy để lại một like, share và subscribe cho Way to Way Anime để cập nhật những video mới nhé. Chúng ta sẽ đón nhận mọi ý kiến đóng góp lịch sự nên đừng ngại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, Way to Way out!